Vâng, kính chào các anh chị đã đến với tượng gỗ Nguyễn Hồng ạ. Thì hôm nay Nguyễn Hồng sẽ giới thiệu với các anh chị một trong những cái tác phẩm bên em vừa mới hoàn thành xong, được chế tác trên chất gỗ nu kháo ạ. Vâng, một cụ di lặc ngồi tùng. Vâng, như các anh chị đã biết thì hiện tại di lặc ngồi tùng là một trong những cái tác phẩm tượng gỗ được mọi người săn đón nhất hiện nay. Vâng, được chế tác trên chất gỗ nu kháo vàng rất là đẹp, óng ả luôn. Cụ đang ngồi trên một cái gốc tùng nha anh chị nha. Dưới một cái gốc tùng xòe cái tán tùng của mình rộng, thật rộng ra để lấy cái bóng mát cho cụ ngồi phía dưới ạ. Vâng, rất là đẹp luôn. Và thần thái của cụ thì không thể nào chê vào đâu được rồi. Rất là hoan hỷ, tươi vui ạ, mang lại sự bình yên, hạnh phúc ạ, sự bình an cho gia chủ của mình nha anh chị nhá. Và đây, cái tán tùng đây thì được người nghệ nhân đã đục rất là kỹ càng, chỉ tỉ mỉ từng chi tiết luôn rồi anh chị ạ. Trông rất là chắc chắn luôn, cứng cáp luôn anh chị. Quạt rất là sạch sẽ rồi. À, các anh chị đã có nhìn thấy cái chất vân nu kháo chưa ạ? Quá là đẹp, quá là tuyệt đỉnh rồi. Nhưng nhìn qua cái camera thì không thể nào mà có thể diễn tả hết được cái vẻ đẹp của cái tác phẩm này. Như các anh chị đã xem, đây là cái màu vàng nó như thế này rồi, nhưng thực tế ở phía bên ngoài nó còn vàng và đẹp hơn nữa cơ. Thì đây là mặt sau của tác phẩm đây ạ. Các anh chị đã thấy thì ở phía dưới phần củ di lặc đây có một cái hốc cây, nhưng bên em đã thì xử lý rất là sạch sẽ rồi và nó không có ảnh hưởng gì đến tác phẩm này hết nha anh chị nhé. Bên em đã làm rất là sạch sẽ rồi. Và các anh chị nếu như có yêu cầu gắn thêm kỷ của cho tác phẩm này thì bên em sẽ làm thêm một cái kỷ nữa để cho tác phẩm này được đẹp hơn ạ. Vâng, em xin được báo kích thước cho tác phẩm này với chiều cao là 45, cao 52 và chiều sâu là 23 nha anh chị nhé. Em sẽ báo giá cho các anh chị tác phẩm này có giá là 4.200.000 anh chị ạ. 4.200.000 một ký, giá rất là êm và phù hợp với cái tác phẩm mà đẹp như thế này nha anh chị nhé. Nu kháo vàng óng ả, đẹp đến từng cm một luôn anh chị ạ. Vâng, như các anh chị đã biết thì hình tượng cụ di lặc ngồi dưới tán tùng đây sẽ mang về cho gia chủ sức khỏe dồi dào, dẻo dai, trường tồn với thời gian luôn anh chị ạ. Vâng, một cái hình tượng cụ di lặc rất là đẹp luôn ạ, ý nghĩa phong thủy quá là tốt, mang lại rất là nhiều của cải tiền vàng cho chính gia chủ của mình. Vâng, rất là đẹp luôn nha anh chị nhá. Một trong những cái tác phẩm hàng đục kỹ của tượng gỗ Nguyễn Hồng ạ. Vâng, với chiều cao là 45, ngang 52 và chiều sâu cho tác phẩm này là 23. Và em xin được nhắc lại cái giá cho sản phẩm này là 4.200.000 nha anh chị nhé. Chỉ là 4.200.000 thôi. Vâng, và mọi chi tiết về sản phẩm thì xin các anh chị hãy liên hệ về số điện thoại 0987336318 nhé. Vâng, hãy liên hệ ngay cho Nguyễn Hồng để sở hữu những cái tác phẩm đẹp.